Xin chào anh em, em là Tú, chuyên gia lô đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng Và hôm nay em mới về sẵn tại cửa hàng hai chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập DD và chốt của nhà Drake nhá Hai chiếc này của em thì em đang sẵn tại cửa hàng và anh em nhà mình có thể qua trực tiếp cửa hàng của em tại Hà Nội để thử trên tay thoải mái hai mẫu sản phẩm này ạ và chúng ta sẽ cùng khám phá đầu tiên chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập DD Em này của em thì sẽ có mã máy 128238 với thiết kế sang mặt 36 mặt số tia vàng thân vỏ vàng vàng nguyên khối 18k nhé. Và đây sẽ một cái môn đồng hồ đa qua dùng ạ. Tình trạng thì vẫn còn rất là mới bén đẹp nguyên zin chưa qua bàn đánh bóng nhé. Đây đủ phụ kiện đi kèm bao gồm hộp sổ thẻ tác mắt thừa đi kèm và với chiếc đồng này thì em đang giao lưu đó là 845 triệu anh em ạ thì chúng ta sẽ có đó là những phụ kiện đi kèm như sau bao gồm đó là bốn mắt thừa đi kèm và tính các mắt dây trên đồng hồ sẽ là đầy đủ mắt anh em nhé ở đây em sẽ có hai tấm tác đi kèm này đó đầy đủ hết như lúc anh em mua mới luôn và quan trọng nhất đó chính là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng của chiếc Rolex này ở mặt sau tấm thẻ này thì anh em mình sẽ thấy được đó là đầy đủ mã máy số series 128238 đó chính là mã máy quốc tế của chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có số seri ở bên dưới anh em chỉ cần trích chuẩn số seri trên đồng hồ và trên thẻ là có thể yên tâm được rồi nhé tiếp đến sẽ là ngày kết bảo hành 30 tháng 6 2021 và với chiếc này thì anh em sẽ được bảo hành chính hãng tại Việt Nam cũng nhiên toàn cầu đó là đến tháng 6 2026 và khi mà anh em giao lưu tại cửa hàng của em thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em mình đó là 25 cùng với đó sẽ là cam kết hàng chuẩn chính hãng chọn đời máy bao quay đầu lên đời bất cứ khi nào anh mình có nhu cầu nhé với chiếc này của em thì sẽ có một phần phần thân vỏ còn rất là mới bén đẹp và chỉ có sức răm trên cái phần cạnh thân và phần bộ dây thôi ạ à. không cấn móp gì anh em nhé đây sẽ là tình trạng của chiếc đầu này đó bộ dây chỉ có những cái vết sức răm nhẹ nhẹ trên cái phần bộ dây này mà thôi còn đây sẽ là đầu dây bên này còn đây sẽ bên cạnh thân đây ạ à. đó bên cạnh thân được đánh bóng nhá cũng sẽ có những vết sức răm li ti và đây sẽ là bên tay phải của em đây về phần mặt số thì anh em mình sẽ có một cái phần mặt số được hoàn thiện bằng công nghệ trải tia và trên cái phần mặt trải tia này chúng ta sẽ thấy được cái hiệu ứng lấp lánh long lanh, sự chuyển sáng từ màu vàng đậm sang màu vàng ươm rất đẹp đúng không ạ? Một cái màu sắc uh, mang đến cho anh em mình một cái sự đứng đắn và sang trọng cực kỳ đẹp luôn ạ. Chúng ta sẽ có thiết kế hai ô lịch ở bên trên góc 12 và góc 3 giờ và với dòng sản phẩm DS36 chúng ta sẽ có cọc số kim cương hạt kết hợp với cọc số kim cương tấm ở bên trên góc 6 giờ và góc 9 giờ nhé mặt kính sapphire nguyên khối có logo ẩn ở bên dưới góc 6 giờ và bên trên cái phần vành mặt số chúng ta vẫn sẽ có các dòng chữ rec được chạy xung quanh cái phần vành mặt số này ở bên dưới góc số giờ sẽ là mã số series anh em mình có thể check chuẩn số series trên đồng hồ và trên thẻ là có thể yên tâm được rồi nhá màn điềng xe liền rãnh khía này và chúng ta có thể cảm nhận được những cái rãnh khía này vô cùng bén cạnh đúng không ạ bộ dây president thì cực kỳ đẹp rồi và toàn bộ phần bộ dây này sẽ là vàng đặc nguyên khối khóa sẽ là khóa bấm gập một bên và chúng ta sẽ có đó là những cái dấu khắc triện 750 18k ở bên trong cái phần mặt khóa này khi mà sử dụng thì anh em sẽ gặp đôi khóa lấy lại và chúng ta bấm vào để đóng hoàn toàn bộ khóa với thiết kế dây liền mạch và chúng ta sẽ có một cái logo cực kỳ nổi bật ở mặt sau cổ tay của anh em chúng ta chỉ cần kéo nhẹ cái logo khóa này lên là có thể mở được bộ khóa cực kỳ dễ dàng sử dụng. ở mặt sau đáy thì sẽ là một cái phần mặt đáy kín và với cái phần mặt đáy này cũng sẽ là vàng đặc nguyên khối luôn. chúng ta sẽ có bốn phần dấu chuyện ở bốn phần càng và bộ máy bên trong sẽ là bộ máy 3255 70 tiếng tiết cót sai số cộng trừ không quá 2 giây một ngày và bộ máy này sẽ có đầy đủ các chứng nhận và phát minh độc quyền của nhà rolex với độ chống sốc chống nhiệt chống từ cực kỳ tốt. Tiết kế xe mặt 36 thì khá là phù hợp với những anh em cổ tay vừa và cổ tay nhỏ và khi mà em trên tay đấy ạ, một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp và nổi bật đúng không anh em? Mặt số tia vàng đi kèm với thân vỏ vàng vàng mang đến một cái trải nghiệm cực kỳ uh, cuốn hút và rất bắt mắt khi mà người đối diện nhìn trên cổ tay của anh em. Với chiếc đồng này thì giá hãng uh, trên 1 tỷ nhá. Còn hiện tại em đang có một chiếc đồng hồ hàng lướt full set 2021 em Zalo 800 45 triệu nha anh em và tiếp theo em sẽ có đó là một chiếc đồng hồ với bộ sưu tập đế chốt bộ sưu tập đếch chốt thì sẽ có thiết kế thân vỏ kết hợp giữa thép và vàng 18 k em này của em thì sẽ có thiết kế Xe phẩm 41 phù hợp với những anh em cổ tay vừa và cổ tay to đeo rất đẹp nhá thiết kế mặt số tia vàng này và phần thân vỏ thì sẽ được kết hợp giữa thép 904 l và vàng vàng 18 k rất đẹp đúng không ạ em này của em thì xe em đồng hồ hàng mới 100% chưa qua dụng đầy đủ siêu ở bên cạnh thân và bên tay trái của em sẽ là siêu QR nhá dây còn nguyên siêu khóa còn nguyên siêu thậm chí đáy vẫn còn nguyên siêu luôn đó đầy đủ tác đi kèm này tác vuông tác tròn và quan trọng nhất của chiếc đồ này đó chính là cái tấm thẻ bảo hành chính hãng em đang cầm trên tay đây với tấm thẻ giao diện đời mới và ở mặt sau của tấm thẻ này chúng ta sẽ có mã máy 12633, mã số serial ở bên dưới ngay kết bảo hành 24 tháng 11 2022 thì với cái đết mua này chúng ta đã bị trôi đế một thời gian rồi nhưng nó vẫn là hàng mới 100% nhá. Em vẫn sẽ bảo hành cho anh em tại cửa hàng Đó là 5 năm. Và với chiếc đồng hồ này sẽ được bảo hành chính hãng đến tháng 11 2026. Với một chiếc đồng hồ hàng mới 100% nhưng bị trôi đế một chút thì cái mức giá em cũng chỉ zalo nhỉnh hơn hàng lướt một chút thôi, đó là 300 80 triệu nha anh em Một con số rất là dễ chơi để anh mình có thể trải nghiệm hàng mới 100% Mặt số thì sẽ mặt số tia vàng nhá Cọc số sẽ là cọc số vạch được gắn dạ quang Để anh em mình có thể xem giờ ban đêm hay như lịch kiệu thiếu sáng một cách khá là dễ dàng Về phần thân vỏ chúng ta sẽ thấy được sự kết hợp giữa thép đánh bóng và phay sức ở phần bộ dây và phần mặt niềng sẽ là vàng đặc nguyên khối được thiết kế kiểu đoạn rãnh khía, cực kỳ đẹp và nổi bật đúng không ạ? Lúm sẽ lúm bằng vàng nha anh em, và phần đốm này thì sẽ là lú vặn cổ trai có độ chống nước lên đến 100 100 m và bây giờ em sẽ bỏ cái gấu này ra để chúng ta có thể thấy được đó là thêm thêm những cái chi tiết trên cái phần uh, thân vỏ của chiếc đầu này về phần bộ dây thì chúng ta sẽ được trang bị đó là bộ dây Jubilee một cái bộ dây cực kỳ đẹp nhá những cái bộ dây có tên gọi Jubilee và dây President trên bộ sưu tập Dayset đều là những cái bộ dây cực kỳ đẹp và nổi tiếng của nhà Rex bộ dây này thì còn nguyên siêu nha anh em bộ dây rất đẹp đúng không ạ dây mắt nhỏ thiết kế rất là mềm mại, khóa sẽ là khóa oyster kiểu dạng khóa đời mới trên à, dòng sản phẩm bezel và chúng ta sẽ có nguyên siêu đỏ này siêu đỏ của hãng này và khóa thì sẽ là khóa oyster kiểu dạng khóa hộp đời mới rất là đẹp đúng không ạ bên trong khóa vẫn còn nguyên siêu nhá bên ngoài khóa vẫn còn bọc nguyên siêu như này và đây xem mặt sau đáy của đồng hồ đấy ạ với một cái siêu xanh lá nguyên zin của hãng và chúng ta sẽ có một cái phần mặt đáy sẽ được hoàn thiện dựa đánh bóng và phay xước. Bộ máy của chiếc đồng hồ sử dụng đó đó là bộ máy 3235 70 tiếng tích cót nhá. Sai số cộng trừ không quá 2 giây ngày. Tất cả các uh, hai mẫu đồng này thì đều là sử dụng uh, bộ máy mới thôi, 3255 và 3235. Với thiết kế xe mặt 41 thì sẽ phù hợp với những anh em cổ tay vừa và cổ tay to và cổ tay của em đó là cổ tay 16.5 lên tay thì cũng không hề bị to quá đâu anh em đó lên tay thì cũng khá là vừa tay nhá em có thể đeo cả được size 36 và size 41 và vậy thì anh em nhà mình có thể lấy uh, cổ tay của em để có thể mường tượng với cổ tay của anh em ví dụ như mà anh em cổ tay tầm như em thì có thể đeo hoàn toàn rất là đẹp với thiết kế hai size 36 và 41 này với chiếc này thì em đang giữ lưu đó là 380 triệu nha anh em 380 triệu hàng mới 100% full set tháng 11 2021 và bên tay trái của em uh, full set tháng 11 2022 nha anh em chiếc đến chiếc desert đế sẽ là 2022 và chiếc desert thì sẽ là 2021 cái chiếc này của em thì em sẵn sàng giao lưu tại Hà nội và em cũng có cửa hàng trong thành phố hồ chí minh nhá anh em nhà mình có thể đi check bất cứ dầu uy tín trên toàn quốc để check chính hãng thoải mái ạ Ngoài ra em còn có đầy đủ hóa đơn và giấy cam kết để anh và mình có thể yên tâm trải nghiệm. Số điện, số điện, số điện thoại hotline của em, em có để dưới góc màn hình. Anh em cần em tư vấn hỗ trợ thì cứ alo cho em nhé. Cảm ơn anh mình đã theo dõi. Em xin kết thúc video tại đây.